Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Bắc Triều Tiên em gái của lãnh tụ Kim Jong Un dọa hành động trả đũa kẻ thù Hàn Quốc. Em gái của lãnh tụ Triều Tiên cảnh báo sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa nhắm vào Hàn Quốc mà có thể có sự tham gia của quân đội. Trong đợt leo thang căng thẳng mới nhất liên quan đến những người đào tị khỏi Bắc Hàn, những người đã thả truyền đơn và thực phẩm ngược về Triều Tiên, Kim jo Jong người giữ vị trí như một phụ tá hàng đầu không chính thức của Kim Jong Un đưa ra cảnh báo trong một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước KCNE lan tải vào hôm thứ bảy. Bằng cách thực thi quyền hành của tôi được lãnh tụ tối cao Đảng của chúng ta và nhà nước ủy quyền, tôi đã đưa ra chỉ thị cho các cơ quan chức trách sự vụ mới về kẻ thù thực hiện dứt khoát hành động tiếp theo, bà Kim nói. Tuyên bố của bà không nói rõ hành động tiếp theo có thể là gì. Nó được đưa ra vài ngày sau khi Hàn Quốc có hành động pháp lý nhắm vào những người đào tị. Những người đã gửi những thứ như gạo và truyền đơn chống lại miền Bắc, thường là bằng bong bóng thả bay qua biên giới được phòng thủ nghiêm ngặt, hoặc trong những chai thả trôi ngoài biển. Triều Tiên nói họ phẫn nộ về những người đào tị để biểu thị sự bất mãn của mình triều tiên trong tuần qua đã cắt đứt đường dây nóng liên triều và đe dọa đóng cửa văn phòng liên lạc giữa hai chính phủ như một phần trong nỗ lực cải thiện mối quan hệ với miền bắc chính quyền của tổng thống hàn quốc moon jae in đang tìm cách ngăn cản cuộc chiến phát truyền đơn và gạo và những người đào tị đã phàn nàn về áp lực buộc họ tránh những chỉ trích của triều tiên các nhà phân tích nói rằng Triều Tiên dường như đang sử dụng vấn đề truyền đơn để tăng áp lực lên Hàn Quốc trong bối cảnh các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân đang bị đình trệ. Truyền đơn là một cách cớ hoặc một sự biện minh để gia tăng đòi hỏi, tạo ra một cuộc khủng hoảng và bắt nạt Seoul để đạt được điều họ muốn. Đi Un Kim, một cố vấn cao cấp của International Crisis Group, một tổ chức phi lợi nhuận độc lập có trụ sở tại Bỉ nói với Reuters. Bình Nhưỡng cảm thấy bị phản bội và bị gạt bởi tiên đoán của Seoul rằng Mỹ sẽ dỡ bỏ một số chế tài để đổi lấy việc Triều Tiên đóng cửa lò phản ứng hạt nhân của họ và bực tức vì các truyền đơn và các cuộc tập trận quân sự của Mỹ-Hàn vẫn tiếp tục diễn ra, bà Kim nói. Họ bức xúc vì Seoul đã không làm gì để thay đổi môi trường và giờ đang bảo Seoul hãy tránh xa các cuộc đàm phán hạt nhân của họ với Washington, bà nói thêm. Theo Bộ Tư lệnh của Liên Hợp Quốc, UNC và cả Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lẫn Hàn Quốc đều vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi binh sĩ hai bên nổ súng vào ngày 3 tháng 5. Nhóm điều tra đặc biệt của UNC kết luận rằng binh sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc đều vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được áp dụng sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1953 theo Reuters ngày 26 tháng 5. UNC là đơn vị thuộc liên hiệp quốc hiện do tướng Mỹ Robert Abrams chỉ huy phụ trách và sự vụ liên quan đến vùng phi quân sự liên triều DMZ vì về thiết về lý thuyết hai nước vẫn chưa đạt được Hiệp ước Hòa bình sau so chiến tranh. Theo UNC, binh sĩ Triều Tiên tại một trạm gác đã bắn 4 loạt đạn 14,5 mm vào một trạm gác của UNC ở phía nam đường phân giới quân sự MDL chia cắt DMZ. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc đều cho rằng các loạt đạn này là vô ý nhưng UNC cho biết điều tra không thể xác định rõ ràng rằng bốn loạt đạn bắn ra do cố ý hay sơ sót. Giới quân đội của Triều Tiên xác nhận đã nhận được các câu hỏi từ nhóm điều tra nhưng chưa trả lời chính thức theo UNC. Kết luận của UNC cũng cho hay là các binh sĩ Hàn Quốc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sau khi bắn hai loạt đạn đáp trả về phía Triều Tiên vào khoảng 30 phút sau đó. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lấy làm tiếc về kết luận của UNC vì cho rằng tổ chức này chưa điều tra đủ về vai trò của Triều Tiên. Theo đó, quân đội của Hàn Quốc đã theo đúng quy trình khi bắn trả. Triều Tiên nói thấy ít lý do để duy trì quan hệ với tổng thống Donald Trump. Các nhà lãnh đạo Triều Tiên nói họ thấy có ít lý do để duy trì mối quan hệ với tổng thống Donald Trump 2 năm sau hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên giữa ông và lãnh tụ Kim Jong Un tại Singapore. Bộ trưởng ngoại giao Ri Son wan Nói trong một phát biểu đăng trên truyền thông nhà nước hôm thứ Sáu rằng kể từ hội nghị thượng đỉnh, mối quan hệ thù địch giữa hai nước không thay đổi, nhưng tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngày càng tệ hơn. Hội nghị thượng đỉnh 2018 phần lớn mang tính biểu tượng và không đưa tới một thỏa thuận cụ thể tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai ở Việt Nam vào năm 2019. Mỹ không đạt được thỏa thuận nào với Triều Tiên để nước này từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và về những đòi hỏi của Triều Tiên nhanh chóng giảm bớt chế tài. Bình Nhưỡng đã tỏ thái độ hằn học bằng một loạt các cuộc thử nghiệm vũ khí trong những tháng gần đây và cũng chỉ trích việc Washington xăm soi Trung Quốc, nước đồng minh chủ chốt của Triều Tiên. Ông Ri nói với ông Trung, người vẫn đề cao mối quan hệ của ông với ông Kim đang tìm cách đạt được ảnh hưởng chính trị thay vì thực sự đạt được một thỏa thuận chung. Chúng tôi sẽ không bao giờ cho các nhà lãnh đạo của Mỹ một cơ hội khác để họ lợi dụng đạt được thành tích mà không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Ông nói không có gì đạo đức dạ hơn một lời hứa giống tích. Hôm thứ Năm, Triều Tiên cảnh báo Mỹ chớ xen vào chuyện nội bộ của họ và đe dọa sẽ gây gián đoạn cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 nếu chính quyền chung tiếp tục chỉ trích Bình Nhưỡng về quyền quyết định của họ cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa tiết lộ một cuộc buộc một, một cáo buộc hình sự đối với hơn 20 quan chức ngân hàng Bắc Triều Tiên vì đứng sau một kế hoạch rửa tiền 2,5 tỷ đô la. Cụ thể 28 người Bắc Triều Tiên phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan đến gian lận ngân hàng, rửa tiền và doanh nghiệp Bình Phong. Đây là lần đầu tiên các thành viên của hệ thống tài chính Bắc Triều Tiên bị buộc tội theo Fox News, bản cáo trạng dài 50 trang được hoàn tất vào tháng 2 năm 2020 và được tiết lộ vào sáng hôm 28 tháng 5 tại Tòa án Liên bang Washington, DC Bản cáo trạng nêu chi tiết một trang web của công ty vỏ Bọc và các chi nhánh sân sau của một ngân hàng được nhà nước Triều Tiên bảo trợ ở nước ngoài bao gồm cả Trung Quốc, Nga giúp cho Triều Tiên lách luật quốc tế mua sắm trên toàn cầu 5 người có quốc tịch Trung Quốc cũng bị cáo buộc. Kế hoạch này được thực hiện vào năm 2013 và được xây dựng trong nhiều năm khi Mỹ và các cường quốc khác áp các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên nhằm mục đích ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân và làm tê liệt nền kinh tế. Ngân hàng bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội nặng nhất là Ngân hàng Ngoại thương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là một tổ chức tài chính trọng yếu của Triều Tiên từ năm 2013, ngân hàng này đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt. Theo bản cáo trạng, ngân hàng có trụ sở tại Bình Nhưỡng này đã phái các nhân viên đến các quốc gia bao gồm Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Libya, Áo và Kuwait điều hành các chi nhánh bí mật mới cũng như hơn 250 công ty bình phong. Từ đó các công tố viên cho rằng những người này đã làm việc với nhà hỗ trợ tài chính của bên thứ ba để mua sắm hàng hóa và thanh toán bằng USD thay cho các bên liên quan ở Bắc Triều Tiên. Thông qua bản cáo trạng này, Mỹ đã thể hiện cam kết ngăn cản Triều Tiên tiếp cận trái phép hệ thống tài chính Mỹ và hạn chế khả năng Triều Tiên sử dụng thu nhập các hành động trái phép này để củng cố chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt trái phép của họ công tố viên Mỹ Michael Swin cho biết Triều Tiên công khai bênh Trung Quốc chỉ trích Mỹ Triều Tiên hôm 4 tháng 6 tuyên bố Mỹ không ở thế có thể chỉ trích Trung Quốc và các vấn đề Hồng Kông hay nhân quyền theo Reuters trong bài viết đăng trong một những báo chính của Triều Tiên một phát ngôn viên của Ban các vấn đề quốc tế thuộc Đảng Cầm quyền Lao động Triều Tiên WPK đã chỉ trích những bình luận gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Cuối tuần trước khi trả lời hãng Fox News, ông Pompeo cho biết những hành động gần đây của Trung Quốc cho thấy nước này có ý định phá hủy các tư tưởng nền tảng dân chủ giá trị phương Tây đặt người Mỹ vào nguy hiểm. Theo các ngôn viên của Bình Nhưỡng, những bình luận của Ngoại trưởng Mỹ về Hồng Kông, Đài Loan, nhân quyền và những tranh chấp thương mại với Trung Quốc là vô lý, vu khống và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những tuyên bố như vậy của lãnh đạo Mỹ là dấu hiệu cho thấy họ lo ngại về sự xuống dốc của Mỹ. Quan chức trên cho biết, viện dẫn về cuộc biểu tình chống sự tàn bạo của cảnh sát đang diễn ra trên khắp nước Mỹ. Sự giận dữ của người biểu tình về tình trạng phân biệt chủng tộc nghiêm trọng đã chạm tới Nhà Trắng, đó là thực trạng ở Mỹ hiện nay. Hãng tin Sun Hap của Hàn Quốc cho hay đây là lần đầu tiên bàn các vấn đề quốc tế ra tuyên bố riêng mình kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền từ năm 2011. Triều Tiên bị nghi vận hành nhà máy cô đặc uranium Ảnh vệ tinh của công ty Massa Technology chụp vào tháng 3 cho thấy nhiều hoạt động diễn ra tại nhà máy cổ đặc Uranium sen ở tỉnh Hàng Chi, Bắc Triều Tiên, nơi sản xuất bánh vàng. Loại bột Uranium thu được từ các dung dịch lọc và tiền chất chế tạo nhiên liệu hạt nhân. Ngoài các dấu hiệu về hoạt động sản xuất bánh vàng ảnh vệ tinh cho thấy các thùng chứa các chất thải hóa học dạng lỏng và rắn như một cái ao của nhà máy. Hai chuyên gia về Triều Tiên Joseph Bermuder và Victor Cha nói trên kênh NBC ngày 29 tháng 5. Các chuyên gia cho biết cáo, báo cáo đầy đủ dự kiến được công bố vào tháng 6 sẽ cho thấy các công trình mới tại nhà máy. Victoria từng là cố vấn về vấn đề Triều Tiên của cựu Tổng thống Mỹ George Bush. Nhận định về việc nhà máy cô đặc uranium ở Bijongsan tiếp tục hoạt động cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của Triều Tiên để phát triển năng lực hạt nhân, bất chấp ba hội nghị thượng đỉnh đã diễn ra cùng với các nỗ lực đàm phán của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 24 tháng 5 thảo luận cùng với các quan chức quốc phòng và việc củng cố kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Hãng không thông tấn Triều Tiên khi CNE đưa tin của các quan chức bàn về các chính sách mới nhằm tăng thêm khả năng dân đe chiến tranh hạt nhân của đất nước, đưa lực lượng vũ trang chiến lược vào tình trạng cảnh báo cao, tăng trưởng khả năng dân đe các lực lượng nước ngoài đang đe dọa Trung nói hồi tháng 3 cho biết đã gửi cho Kim Jong-un lá thư đề nghị hợp tác đối phó với COVID-19. Lá thư được đánh giá là một phần nỗ lực tấn công quyến rũ của Trung. Song Triều Tiên không có dấu hiệu làm những điều Mỹ mong đợi và từ bỏ vũ khí hạt nhân. Cơ quan tình báo của Mỹ đánh giá Kim Jong-un không bao giờ tự nguyện từ bỏ vũ khí hạt nhân dù đã ngừng thử hạt nhân. Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của Washington nhận định có thể đe dọa lục địa Mỹ. Các công trình tại nhà máy cô đặc Uranium Trong San là một ví dụ cam kết của Triều Tiên về chương trình hạt nhân. Các chuyên gia nói ảnh vệ tinh năm 2015 cho thấy cơ sở đã được mở rộng và các chuyên gia cho rằng những hình ảnh mới cho thấy nhà máy sẽ được mở rộng thêm nữa. Việc phá rỡ nhà máy cô đặc Uranium Bongsan phải là một phần thiết yếu cho bất cứ thỏa thuận tháo rỡ toàn bộ có thể kiểm chứng không thể đảo ngược nào giữa Mỹ và Triều Tiên, Bermudez và Cha cho viết đã viết trong một bài phân tích cho Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS công bố. Nhà máy có vị trí quan trọng với lãnh đạo Triều Tiên cũng như các chương trình nghiên cứu và phát triển vũ khí hạt nhân này. Thực tế chứng minh điều này khi nguồn nhân lực và tài chính hạn chế được phân bổ liên tục để chủ động duy trì tân trang hoặc hiện đại hóa nhà máy từ năm 2003, thậm chí từ khi bắt đầu được xây dựng, các chuyên gia viết. Các chuyên gia cho biết uranium bánh vàng có thể được làm dầu để chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng cũng có thể dùng làm nhiên liệu cho lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm của cơ sở nghiên cứu khoa học hạt nhân Jongbon. Lò phản ứng tại cơ sở này có khả năng sản xuất plutonium, cấp vũ khí để chế tạo vũ khí hạt nhân. Truyền thông Bắc Hàn cáo buộc miền Nam vi phạm và hủy hoại các hệ thống có thỏa thuận đã ký hồi năm 2018 và do sánh Bộ Quốc phòng Nam Hàn với một con chó lai sợ hãi đang khoác lác và chơi trò thấu cấy nói năng biến báo và tạo ra bầu không khí đối đầu. Bài báo của Bắc Hàn kết luận với lời cảnh báo rằng vụ nổ hôm thứ ba sẽ là khúc dạo đầu cho kết cục thê thảm của quan hệ Bắc Nam. Quân đội Bắc Hàn nói họ sẽ đưa quân tới hai địa điểm mang tính biểu tượng trong quan hệ hợp tác song phương là khu tổ hợp công nghiệp đã bị đóng cửa ở Keng Song và khu du lịch núi Kim Cương ở bờ biển phía đông. Em gái của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un là bà Kim Jong-jo cũng công kích lãnh đạo Nam Hàn Tổng thống Moon Jae-in. Lý do khiến cho thỏa thuận Bắc Nam vốn đã tốt đẹp đã không được triển khai thậm chí chỉ một bước thôi là bởi cái thòng lọng bợ đỡ Mỹ mà ông ta đã trồng vào cổ mình. Thậm chí khi thỏa thuận Bắc Nam ký còn chưa rõ mực, ông ta đã chấp nhận nhóm làm việc Nam Hàn, Hoa Kỳ dưới sự ép buộc của ông chủ của ông ta. Văn phòng Tổng thống Moon hôm thứ Tư nói hành động của Bắc Hàn là vô nghĩa và cảnh báo rằng Seoul sẽ không tiếp tục chấp nhận cách hành xử vô lý của Bắc Hàn nữa. Tuy nhiên, bất chấp việc tòa nhà văn phòng liên lạc đã bị giật nổ tung, Nam Hàn nói họ hy vọng một thỏa thuận đã ký tại Bình Nhưỡng hồi 2018 sẽ được tôn trọng thực hiện. Lập trường cơ bản của chúng tôi là thỏa thuận quân sự ngày 19 tháng 9 cần phải được tuân thủ đầy đủ nhằm thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và ngăn chặn các cuộc đụng độ tình cơ, Bộ Quốc phòng Nam Hàn nói. Seoul cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào của phía miền Bắc cũng đều được theo dõi chặt chẽ và bất kỳ cuộc khiêu khích quân sự nào cũng sẽ được đáp trả bằng một phản ứng mạnh mẽ, Nam Hàn cũng đề xuất gửi các đặc phái viên tới để tháo gỡ căng thẳng hiện thời, nhưng Bắc Hàn đã nhanh chóng bác bỏ ý tưởng này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.